Thưa quý vị, đến hẹn lại lên. Vào dịp cuối năm thì người dân Hà Nội lại phải chứng kiến cảnh đào xới, sửa chữa vỉa hè tại nhiều tuyến đường. Lát vỉa hè tạo mỹ quan đường phố sạch đẹp là cần thiết, song việc thi công chậm đã ảnh hưởng đến giao thông cũng như cuộc sống của người dân. Sau đây mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình Thông Tấn. Trong những ngày này, tại nhiều tuyến phố lớn như Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Giảng Võ, quận Đống Đa, Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, nhiều đoạn vỉa hè được thi công sửa chữa. Đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, một trong những tuyến đường đông đúc của Hà Nội, nơi có nhiều trường đại học, lưu lượng người tham gia giao thông đông. Việc thi công vỉa hè chậm đã gây ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống của người dân. Rất bụi và người dân chúng tôi sống rất là khổ. Cái thứ nhất là thi công rất là lâu, để những cái cục gạch, cái khối gạch này rất là lâu rồi nhưng không thấy tiến triển mà đi lên vấp và ngã. Đáng nói, nếu chỉnh trang hè phố, lát đá ở những đoạn đường vỉa hè xuống cấp thì đã đành. Nhưng thực tế, có những đoạn không vấn đề gì lại bị bật lên để thay mới. Lên đang đẹp, dân trí thì đang buôn bán ổn định. Thấy bây giờ lại cậy hết cả lên để lát cái gạch này thì tớ thấy là không phải là đá mà là gạch mà để vào dễ vỡ lắm. Nó không bền như cái gạch cũ. Việc dùng đá tự nhiên, loại đá được cho là có độ bền 70 năm để lát vỉa hè ở Hà Nội. Thế nhưng, chỉ vài năm sau, nhiều vỉa hè sử dụng loại đá này đã hỏng hóc vỡ nát. Điều này khiến người dân nhiều tuyến phố bức xúc, hoài nghi về chất lượng. Chất lượng đá có vấn đề, và chất lượng đó liên quan đến vấn đề tiêu cực. Có thể có lợi ích nhóm ở đây. Tôi thẳng thắn tôi nói như thế. Cái thứ hai là những người làm vỉa hè phải là những công nhân thực thụ, mặc đồng phục giống như các nước ấy, làm một cách bài bản, một cách quy chuẩn, một cách khoa học, một cách kỷ luật, chứ không phải là thuê những anh thợ đâu đâu đến rồi làm qua rồi về, không ai chịu trách nhiệm cả. Lâu nay, việc lát đá vỉa hè ở Hà Nội được giao cho các quận, huyện làm chủ đầu tư xây dựng, nhưng trong quá trình thực hiện, có nơi, có lúc chưa được đồng bộ, chưa đúng quy chuẩn, quy định, dẫn tới có nơi chưa đáp ứng chất lượng và mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, việc lên kế hoạch xây dựng, sửa chữa, nâng cấp chưa hợp lý về mặt thời gian, có nơi thường làm vào dịp Tết Nguyên đán, gây cản trở giao thông đi lại, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Bởi vậy, đào xới vỉa hè luôn là câu chuyện nóng của thủ đô.